Rõ ràng chúng ta đang có những tín hiệu rất tích cực và khả quan trong việc điều trị các bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta được pháp chủ quan bởi vì vẫn đang có những yếu tố nguy cơ. Ví dụ thông tin mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau ngay sau đây. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua 14 tháng 4 thì tại thôn Hạ Lôi xã Mê Linh Hà Nội đã có 12 người mắc COVID-19. ngành y tế đánh giá tình hình tại ổ dịch này là rất phức tạp, nhiều trường hợp có liên quan thậm chí cả nhân viên y tế. Vì vậy nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất lớn. Liên quan đến các ca mắc Covid-19, huyện Mê Linh xác định có 27 ca cần giám sát y tế để xác định Covid-19 và 14 trên 27 trường hợp có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện đã có 8 trên 27 trường hợp được xuất viện, còn 19 người đang tiếp tục theo dõi thêm tình trạng sức khỏe. Đến ngày 14 tháng 4, huyện Mê Linh đã xác định có 581 người tiếp xúc trực tiếp với người mắc Covid-19, F1 Hiện 526 người đã được chuyển đi cách ly tập trung tại các bệnh viện, còn 55 người được cách ly tại nhà do tiếp xúc với người mắc COVID-19 nhưng đã qua 14 ngày. Bên cạnh đó, huyện cũng xác định 809 người tiếp xúc với các trường hợp F1, tức là F2. Hiện đang được thực hiện cách ly tại nhà đối với 809 người. Như vậy, đến nay, chỉ sau hơn một tuần ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại thôn Hạ Lôi, đã có tổng số 1.390 trường hợp F1, F2.